em làm gì mà lề mề thế? Nhanh lên em, sắp đến giờ khai xuân rồi. Cô vâng, em sắp xong rồi sếp ạ. Xong rồi, gọi tất cả anh em vào đây nhá. Để hoàn thành xuất sắc tất cả các nhiệm vụ. Đầu xuân năm mới, tôi có chút ít tiền mừng tuổi để nghe lấy lòng đồng đồng. Cảm ơn sếp ạ. Đây, cố gắng nhá. Cô đây nhá. Cố gắng lên nhá. Em xin này. Em xin ạ. Cố gắng nhá. Năm nay chúng ta phải xuất sắc hơn năm ngoái đấy nhá. Dạ vâng, chắc chắn rồi sếp ạ. Sếp ơi, nội dung giống nhau hay khác nhau đấy ạ? Giống nhau với cái cộng này. Phục như Đông Hải, Mã Trường Lưu, Thọ Tỉnh Nam Sơn, Tùng Vĩnh Lão. Ui xem vậy hợp với các cụ em quá thế ạ. Lộc Tần Vinh Hoa, Phú Quý Sinh, Lộc Tần Lộc Hóa Sếp ơi, Xuân Hóa Sếp ơi. Sếp ơi, của em đâu ạ? Sao của em có một tờ đấy sếp? Một tờ đấy, sếp ơi em không có. Ây, nhầm rồi, nhầm lắm rồi. Còn tôi đỏ cười hơn, còn tôi đỏ nhầm lắm rồi. Cười nhầm. Thế một hôm lì xì bằng Bank Plus cho xong. Lì xì với Bank Plus không phiền toái, Tết thoải mái.